Politico dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm, lực lượng đặc trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông thuộc quân đội Mỹ ngày 16 tháng 12 tuyên bố, tàu khu trục USS Cannae của nước này đã chặn thành công 14 UAV tự sát của Houthi trên Biển Đỏ. Không có tàu thuyền nào bị hư hại vì đòn tấn công và không có thông tin về thương vong trong sự việc. Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm có đoạn, các đối tác của Mỹ tại Biển Đỏ đều đã được thông báo về mối đe dọa. Cùng ngày, quân đội Anh xác nhận tàu khu trục HMS Diamond vừa được London triển khai đến khu vực để tăng cường bảo vệ hoạt động vận tải thương mại, cũng đã bắn hạ thành công một máy bay không người lái của Houthi. Đây dường như là một trong những loạt UAV lớn nhất bị bắn hạ trên biển đỏ trong hai tháng qua. Trước đó, vào ngày 19 tháng 10, quân đội Mỹ tuyên bố tàu khu trục USS Kanei đã đánh chặn 4 tên lửa hành trình, 15 UAV triển khai từ Yemen và đang hướng tới Israel. Houthi chưa bình luận về tuyên bố của Anh và Mỹ lực lượng Houthi hiện đang kiểm soát miền Tây Yemen, gần đây thường xuyên vướng vào các cáo buộc tấn công tàu bè di chuyển trên biển đỏ bằng UAV, thậm chí là bằng tên lửa. Theo Reuters, Houthi đã tuyên bố ủng hộ lực lượng Hamas trong cuộc xung đột với Israel và cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các tàu bè có liên quan đến Israel. Hai hãng vận tải biển lớn nhất trên thế giới hôm 15 tháng 12 thông báo tạm ngưng cho tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ vì lo ngại an ninh chính quyền tổng thống mỹ joe biden đang nỗ lực để thành lập một lực lượng đặc nhiệm hàng hải quốc tế nhằm chống lại các cuộc tấn công của houthi